và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 20 tháng 2 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét đậm, rét hại, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, gió chuyển hướng Bắc, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Nam trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.